sa sút phong độ. Cơ hội đầu tiên, Huyết đã có bàn thắng cho các cầu thủ Anh Gia Lai và đó là một tình huống tấn công rất đơn giản với bên cánh trái. Ghi bàn là Philippe Martin trước nỗ lực để có thể hòa nhập được với lối chơi của đội bóng Phố Núi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Sai lầm cơ bản của Trần Ngọc Sơn và cùng với đó là kỹ thuật tuyệt vời của Nguyễn Phong Hồng Duy. Một series những sai sót của Ngọc Sơn, của Trương Văn Thiết và các cầu thủ phòng ngự bên phía đội khách đã giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng dễ dàng. Minh Vương rất hay, Xuân Trường một chạm khoảng trống cho Văn Toàn. Văn Toàn vào bao vây áo đỏ, vẫn là Văn Toàn. Đức Chiến rất căng không vào, quan sát và chờ đồng đội không thấy đâu Văn Toàn. Đây là một sự lựa chọn rất hợp lý của tiền đạo số 9. Không có sự hỗ trợ từ đồng đội và Văn Toàn đã phải. Hoàng Gia Lai với sự góp mặt của Văn Thanh và những lần dạt biên của Văn Toàn. Cơ hội Việt Phong. Không được. Vẫn không có bàn thắng cho cầu thủ mang áo số 11. Việt Phong đã bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta hãy cùng xem lại pha chuyền bóng một chạm cực kỳ tinh tế của Hoàng Đức. Việt Phong cũng đã có chạm đầu tiên không chết. Rất thành công nhưng Hoàng Đức có khoảng trống. Bruno góc em không vào. Và như vậy là đã có bàn thắng san bằng tỷ số cho các thủ đội khách. Và người ghi bàn vẫn là Bruno. Bàn thắng thứ 6 của chân sút người. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này không có việt vị. Và Bruno đã băng xuống đối mặt với Lương Xuân Trường. Trước đó là một pha thả bóng rất tinh tế và nhạy cảm của Hoàng Đức. Hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai đã mất tập trung. Họ đã tạo cho đối phương quá nhiều khoảng trống. Và pha dứt điểm của Martin có khoảng trống. Vẫn là Martin xuất ra. Dù rất căng nhưng không đi trúng đích. Hai tiền vệ trung tâm của Viettel đã hỗ trợ không tốt cho hàng phòng ngự. Cả Trọng Đại lẫn Hoàng Đức đều can thiệp rất chậm trong pha bóng này để cho đội viên là Martin và đây là Lương Xuân Trường có khoảng trống xuất ra. Ra đây nhưng không trúng đích. Rất tiếc cho Lương Xuân Trường trong pha dứt điểm vừa rồi. Cú ra chân cực hay của Lương Xuân Trường, pha ghi mù rất kỹ thuật. Một tình huống hiếm hoi mà Trường có cơ hội được nhô cao và rất bất ngờ. Suýt nữa thì nó trùng của Ngô Xuân Sơn và ngay lập tức Kim Jin đã thực hiện cú đá từ khoảng cách khoảng 70m. Khi cần thiết. Tuy vậy hệ thống phòng ngự nguy hiểm không vào. Rất may mắn cho Hoàng Gia Lai trong là Bruno. Một mình Bruno khiến cho hàng phòng ngự của các cầu thủ áo trắng trao đảo. Đầu tiên là tranh bóng với Kim Ozin. Bóng bật ra dứt điểm rất nhanh. May là Lê Đức Lương đã lùi về hỗ trợ cho Văn Trường trong tình huống vừa rồi. Bruno rất mạnh và bật cực kỳ cao. Và trong pha bóng vừa rồi cũng phải kể đến Xuân Trường. Vẫn là pha chuyền bóng quen thuộc. Xuân Trường chuyền và Văn Toàn di chuyển. Nguy hiểm. Rất tiếc là pha dứt điểm của Minh Vương lại hơi nhẹ. Kịch bản rất quen thuộc của Hoàng Gia Lai. Xuân Trường chuyền, Văn Toàn kiến tạo và Minh Vương là người dứt điểm cuối cùng. Rất nhiều bàn thắng của Hoàng Gia Lai trong quãng. Đó là pha xử lý của Minh Vương. Văn Toàn và Đức Chiến. Vẫn là Văn Toàn rất nhanh. Không có lỗi. Trọng tài cho rằng pha sọt bóng của Đức Chiến không phạm lỗi. Nhưng thuộc hai thế hệ khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Văn Toàn đã dùng tốc độ và lướt qua Đức Chiến. Hãy quan sát kỹ hơn một chút nữa. Toàn là người chạm bóng, Chiến là người tác động phía sau. Hàng phòng ngự vế trái của các cầu thủ Viettel. Xuân Trường nguy hiểm. Rất tiếc là hai bóng áo trắng băng vào nhưng không cầu thủ nào tiếp. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phạt góc này.
Người đánh đầu không trúng bóng là Trọng Sáng và nó khiến cho cú đá thẳng rất khó chịu. Văn Trường đã đấm bóng an toàn. Vẫn là Ngọc Sơn. Bruno rất ngẫu hứng. Và tung người móc bóng rất ngẫu hứng của Bruno.